Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông bà Nguyễn Thành Tiến, Hoàng Thị Thu Hương, Lương Công Tuấn, Nguyễn Minh Huy có buổi tiếp xúc cử tri phường Hải Châu 1. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố, các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, dự kiến nội dung chương trình tại kỳ họp giữa năm, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trong các kỳ họp trước. Cử tri phường Hải Châu 1 bày tỏ sự đồng thuận phấn khởi trước những kết quả đạt được của thành phố trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị thêm về một số vấn đề về thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo môi trường, cảnh quan hai bên bờ sông Hằng để phát triển du lịch, giải quyết sinh kế cho bà con sinh sống trong kiệt hẻm. Xác định bộ mặt du lịch của Đà Nẵng là biển Đà Nẵng và hai bên bờ sông Hằng. Nhưng mà hai bên bờ sông Hằng hiện nay thì xuống cấp một cách nghiêm trọng. Mặt bằng thì là lô hô đồ, rồi nhiều chỗ thì bị vỡ đá vỡ gạch, rồi nghe đá. Và cả đồng chí là tôi tranh thủ tôi đi đến từ chân cầu Hàn ở chỗ cầu Long cho đến cầu Bình Phước thì hiện nay có 126 cái ghế đá là di chuyển từ đấy, có những chỗ là coi vươn lại 7-8 ghế đá để trở thành một cái nơi tụ tập ăn chơi sinh hoạt của cụ thể. Cái giải quyết một cái sinh kế sinh nhai cho bà con sống trong các kiệt hẻm. Tuổi dân phố 12 chúng tôi là có 72 hộ, 55 hộ là sống trong kiệt hẻm. Ngoài trừ các cái hộ mà người ta có cái lao động đi làm tại các công ty, xí nghiệp, các cán bộ công chức viên chức nhà nước, chứ còn rất nhiều hộ là người ta phải đi nhặt các là ve chai, rồi buôn bán theo cái vỉa hè. Nhưng hiện nay thì chúng ta đang làm đẹp cho một cái đường phố phục vụ du lịch, cho nên toàn bộ cái bà con còn buôn bán ở vỉa hè là không cho hoạt động nữa. Bây giờ không biết cái cách nào để mà giải quyết cái sân nhai. Tiếp thu các ý kiến của bà con cử tri, đại diện chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã giải trình, thông tin làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời xem xét giải quyết trả lời trong lần tiếp xúc tới.